Rồi, tiếp tục. Hai nhân bảy hai nhân cho âm năm. À, xin lỗi, hai nhân bảy hai lấy căn 12 nhân cho trừ 5 trừ 60 giá trị lớn nhất âm 25 âm 10 âm 31. Giá trị lớn nhất sẽ là bằng trừ 30. Ở dưới là x bằng trừ 6. Đây là bằng trừ 6 em. Cái này rút nhân tử chung ra tìm x âm. Các em đặt x bình cộng x bằng y đi. Đặt x bình cộng x bằng t đi ha. Vậy ta sẽ có là t bình cộng 4t bằng 12, chuyển 12 qua luôn. Rồi giải cái này các em suy ra là t t mấy hai và trừ 6 t bằng 2 và t bằng trừ 6. Trường hợp 1 t bằng 2 thì suy ra là x bình cộng x sẽ bằng bằng 2. Suy ra là x bình cộng x trừ 2 bằng 0. Từ đây các em sẽ suy ra là x sẽ bằng 1, x sẽ bằng trừ 2. Tự giải nha. Còn tình huống số 2 nữa, t bằng trừ 6 thì này sẽ bằng trừ 6 và này ra là cộng 6. Cái này vô nghĩa. Em giải bằng máy em sẽ thấy vô nghĩa. Giờ là x bằng 1 hoặc là x bằng trừ 2 mà người ta hỏi x âm, người ta lấy x bằng trừ 2. Bài này rút gọn nó sẽ bằng là sáu mốt bài này tính ở nít trước rồi mà không nhớ nổi đáp án. Dùng máy tính nha. X thì bằng âm 8, còn y thì bằng 6. Kết quả ra âm 8. Bài này bấm máy luôn. Căn 21 trừ 6 căn 6 cộng căn 9 cộng 2 lần căn 18 trừ 2 lần căn của 6 cộng 3 căn 3 bằng 0. Này toàn bấm máy không? 5 cộng 2 căn 6. Cái này tính tay vẫn được thôi các em, mà lâu lắm. 49 trừ 20 căn 6 nhân cho căn của 5 trừ 2 căn 6
9 căn 3 trừ 11 căn 2 1 nha. Đáp án ra rất đẹp mà. X cộng 50 bằng 0 thì X sẽ bằng trừ 50. Bài cuối cùng cũng mấy luôn. 17 trừ 12 căn 2 cộng cho 17 cộng 12 căn 2 bằng 6. Rồi, giờ ta chọn đáp án nhỏ nhất là trừ 60, là cái đầu tiên luôn ha. Rồi tới trừ 50, cái cuối cùng. Rồi tới trừ 30, đây. Trừ 8, ở giữa. Trừ 6, trừ 2. Rồi tới số 0, 1, 6 và 61. Thỏ vượt mê cung. Nó sẽ ra căn 5 cộng căn 3. Cái này ta làm hoài. Giải cho hết luôn ha. 3 x trừ hết là thành x. X cộng 10 x sẽ bằng trừ 10. Đây bằng giá trị đối của 2x cộng 1. Chưa đủ điều kiện để phá trị tuyệt đối ha. Với các giá trị à, có nghĩa thì rút gọn thôi. Ở trên rút căn A ra. Còn căn A trừ 1 rút gọn với 1 trừ căn A nó sẽ ra là trừ căn A à, nhưng tử đối nhau. Rồi cái này ở trên các em rút căn AB ra. Rút gọn với bên dưới là còn căn A cộng căn B. Nhân nghịch đảo với cái này là thành hàng đẳng thức số 3. Nó sẽ thành căn A tất cả bên trừ căn B tất cả bên là thành A trừ B ha. Rồi các em giải cái này bình thường thôi. Các em đặt x bình bằng t thì ta sẽ có là t bình cộng t trừ 2 bằng 0. Từ đây các em sẽ giải như cái kiểu lớp 8, t bằng 1 và t bằng trừ 2, hoặc là dùng máy tính ha. Mà x bình bằng t thì nó phải không âm cái. Như vậy là t bằng trừ 2 là loại nè. Ta chỉ lấy t bằng 1 thôi. T bằng 1 thôi. T bằng âm 2 là loại. Bởi vì t bằng x bình thì sao mà âm được. Như vậy là x bình t bằng 1 tức là x bình bằng 1. Suy ra x bằng cộng hoặc trừ 1. Nhưng mà người ta đòi x dương, người ta lấy x bằng 1 nha. Tu tới tu lui là hiểu thầy nói cái gì thôi. Tìm giá trị nhỏ nhất của yếu thức này à. Rồi bài này hay, ta giải như sau. Ở trên ta phá ra x bình cộng cho 9x cộng 16x là 25x cộng cho 16 nhân 9 là 144, nếu tôi không làm đúng luôn. Ở dưới là x. Rồi kem tách ra. X bình trên x là bằng x. 25 x trên x là thành 25. Và cộng cho 144 trên x. Giờ kem chú ý cho thầy cái bức định thức Cauchy ha. A cộng B thì luôn luôn lớn hơn bằng 2 lần căn của AB. Với AB là không bằng. Học tới lớp 9 mà vô cái đội tuyển Olympic này thì các em phải biết bức thức Cauchy nha. Bây giờ các em sẽ thấy là X
x cộng cho 144 phần x đó, là a cộng b đó, x dương để cho x dương này, vậy là x và 144 phần x là hai số không âm, thì ta áp dụng được cái bức thức này lớn bằng 2 lần căn của x nhân cho 144 trên x. X lúc bằng x, căn này thành 12, 12 nhân 2 là 24. Vậy x cộng 144 phần x là luôn luôn lớn hơn bằng 24. Vậy suy ra a sẽ lớn hơn bằng 25 cộng 24 là 49 các em nhé. 25 cộng 24 rồi 49 thôi. Giá trị nhỏ nhất của a sẽ bằng 49. Xong nha. Coi thì con này khó cỡ nào. Chà, ghê. Tìm dư của phép chia này. X mũ 99 x mũ 99 các em cứ trừ cho x rồi cộng cho x mũ 55 trừ cho x luôn, cộng cho x mũ 11 trừ cho x luôn. Vậy nãy giờ mình trừ 3 cái x rồi đúng không? Vậy mình phải cộng lại 3 cái x. Còn x với 7 là có sẵn rồi. Rồi trừ x, trừ x, trừ x, cộng x. Còn những cái kia là như cũ. Hai cái thằng đầu tiên đó, mình rút x ra ở trong con x mũ 88 trừ 1. Hai cái thằng tiếp theo nè, mình rút x ra ở trong con x mũ 54 trừ 1. Hai cái thằng tiếp theo nữa rút x là còn x mũ 10 trừ 1. Rồi cộng cho 4x cộng 7. Đó. Vì các em để ý nè, x mũ 88 trừ 1 là sẽ chia hết cho x bình trừ 1. X mũ 54 cũng vậy, x mũ 10 trừ 1 cũng chia hết cho x bình trừ 1. Cái này chúng ta học cái chuyên đề định lý Bayesian ha, của đội tuyển học sinh giỏi các em sẽ hiểu thôi, còn ở đây không có thời gian thôi thầy không nói thôi. Như vậy ba cái này tạo thành một đa thức chia hết cho x bình trừ 1. Như vậy 4x cộng 7 sẽ là số dư đó, sẽ là số dư ha. Còn ba cái này sẽ là bội của x bình trừ 1 rồi. X bình trừ 1 là nhân với quy x gì đó ha. Rồi cộng cho 4x cộng 7 đó chính là số dư. Đây chính là số dư. Đây kìa, nó trình hình này. Cho tam giác ABC à, câu này hay ha. Cho tam giác ABC gọi là lạ này, ba đường phân giác AN BM và CP cắt nhau tại O, ba cạnh AB, AB là tỷ lệ với 4 phần, BC tỷ lệ với 7 phần, còn AC là tỷ lệ với 5 phần. Tính NC biết BC thì bằng 18. Cho nhớ BC ba đường giác AN BM CP
AB là 3, AB là 4 phần, BC 7 phần, AC 5 phần, BC 18. Dễ mà, trời, hù dọa không? Các em lấy nháp ra nghe cho rõ thầy giảng nè. AB là 4 phần, AC là 5 phần, còn BC là 7 phần, mà BC bằng 18. Vậy 1 phần sẽ bằng 18 phần 7. 18 phần 7 đúng không? Rồi, giờ các em lấy 1 phần là 18 phần 7, các em nhân cho 4 phần là ra AB. 18 phần 7 nhân cho 4 phần là ra AB. AB là bằng 72 phần 7. Còn AC là 5 phần như vậy, là 5 nhân cho 18 phần 7 là bằng 90 phần 7 các em nhé. Còn BC thì đề cho rồi là 18. Rồi xét đường phân giác AN của tam giác. Xét đường phân giác AN của tam giác ABC, ta dùng tính chất phân giác này. Các em sẽ có là gì? NC trên AC sẽ bằng NB trên AB. Dùng tính chất dãy số bằng nhau luôn thì sẽ bằng NC cộng cho NB, ở dưới là AC cộng cho AB. Rồi, nó sẽ bằng tiếp cái gì? NC cộng NB là bằng BC là bằng 18. Còn AC cộng AB hồi nãy thầy nói rồi, AC là 90 phần 7, cộng cho AB là 72 phần 7. Không, cái này em tính coi ra bao nhiêu? 18 chia cho 90 phần 7 rồi cộng cho 72 phần 7, 7 phần 9 nha. 7 phần 9. Rồi, giờ ta muốn tính NC nè. NC trên AC thì bằng 7 phần 9. Vậy suy ra là NC sẽ bằng AC nhân cho 7 phần 9. Mà AC là 72 phần, xin lỗi, AC là 90 phần 7, mà nhân với 7 phần 9 thì nó bằng 10. Bài này nó rối thôi chứ nó không có khó cái. Rối tinh rối mù ha. Nhìn lại, hiểu chưa? Tu tới tu lui sẽ hiểu thôi. NC sẽ bằng 10. Tiện thầy nói luôn, sắp tới thầy sẽ mở các cái lớp bồi dưỡng thi viên bích trên mạng ha, để thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Cách đăng ký thì các em lên cái trang web này nè, các em nghiên cứu ha. Còn nếu mà không hiểu nữa, không biết cách đăng ký thì các em có thể gọi điện trực tiếp hoặc là gửi email cho thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho. Nên tham gia để tiếp cận với những cái kỹ thuật mới để thi cho nó hiệu quả, và cái ngân hàng đề rất là phong phú.
trở lại bài này bằng 10. Vậy câu khó nhất ta đã thoát qua hết rồi. Ta đi coi mấy câu dễ hơn. Cái này thì thành x trừ y tất cả mũ 3 thôi. Thì nó đây. Chính xác không? Nghe có vẻ rầm rộ. Coi thử cái gì này. Cho tứ giác ABCD góc A lớn hơn góc B 50 độ. A lớn hơn B 50 độ. Tia phân giác góc C với góc D. Tia phân giác góc C và góc D cắt nhau tại Y. Trong đó CID là 115. Rồi cái vẽ hình ra nghe thầy hướng dẫn. CID bằng 115 thì hai góc còn lại trong tam giác CID sẽ là 180 trừ 115. Vậy là 65. 65 đó chính là nửa góc D và nửa góc C của tứ giác á. Vậy ta nhân đôi lên. Vậy là bằng 130. Góc D lớn và góc C lớn của tứ giác ABCD cộng lại là bằng 130. Như vậy là còn góc A lớn cộng góc B lớn là bằng 230. Trong khi đó, hiệu của hai góc này thì lại bằng 50. Để cho. Như vậy ta là tìm bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu đó. Góc A cộng góc B là bằng 230. Góc A trừ góc B là bằng 50. Như vậy góc A sẽ bằng tổng 230 trừ hiệu 50. Tất cả chia đôi là bằng 90. Các em tu đi tu lại lời giảng của thầy sẽ hiểu nha. Bởi vì hết thời gian là thầy không có thời gian vẽ hình. Ồ, sai rồi hả? Các em coi lại thầy đọc đề là kỹ chưa nghe. Thôi sai một câu không sao. Cái này thì chúng ta giải bình thường rồi ha. 10x trừ 6x bình cộng 6x bình trừ 10x trừ 3x cộng 21 bằng 3. 10 trừ 10 hết. X bằng 6 ấy. Giá trị nhỏ nhất của này sẽ bằng trừ 9 cộng thêm 9 và bớt đi 9. Nó sẽ thành một cái bình phương cộng cho trừ 9. Tích của cái này quá dễ rồi. X trừ x bình phương thôi. Cái này có nghĩa khi x nhỏ hơn 1 bằng 0. Nhân với trừ 2 sẽ lớn hơn 1 bằng 0 ha. Các em tua coi lại cái đề câu này. Cái cách làm, cái hướng làm của thầy là đúng rồi. Mình như thầy gõ sai gì đó nghe. Rồi tạm biệt các em. Nộp bài luôn ha.